Giống táo tàu này thì cho quả rất là sai, thì ăn thì rất là giòn và ngọt, hạt bên trong thì cũng rất là nhỏ các bạn. Xin chào bạn nhé, đây là những cây táo tàu kích thước lớn hiện tại đang vườn nhà mình. Những cây này là bên mình chuẩn bị gửi vào trong Hồ Chí Minh. Cây hiện tại thì nó cao khoảng tầm 2 mét và cái đường kính gốc thì nó dao động khoảng tầm 9 đến 10 phân. Đã được bên mình dâm ủ trong những bầu vải, bầu rễ đã phát triển ổn định khỏe mạnh hết rồi. Đấy, hiện tại là đang là cái mùa ra hoa của cây, cây đang cho hoa rất là sai rồi đấy. Táo tàu thì nếu mà các bạn trồng ở các tỉnh phía Nam khí hậu nắng ấm quanh năm thì cây nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt quanh năm bạn nhé. Còn nếu mà các bạn nào ở khu vực miền Bắc thì mùa đông nó sẽ bị rụng lá và sang xuân thì cây bắt đầu lên lộc và khi lên mầm mới là nó sẽ kèm theo hoa luôn như này. Tất cả những cây hiện tại bên mình thì đều đang cho hoa rất là sai. Những cây này thì đến cái mùa thu hoạch khoảng tầm tháng 8, tháng 9 thì mỗi cây nó có thể cho hàng nghìn trái trên mỗi vụ thu hoạch bạn nhé. Khi lên mầm mới thì có những cái mầm nó sẽ đạt tới chiều dài khoảng tầm 1 mét bạn nhé. Đấy, cái lá nào cũng có hoa luôn, rất là sai hoa. Một cái mầm lá nó đi lên thì nó sẽ khoảng tầm 10 bông hoa thôi nhé. Và tỷ lệ của cái dòng hồng táo, táo tàu này cũng rất là cao. Cái quả táo tàu thì nó chứa rất nhiều cái hàm lượng vitamin, dưỡng chất. Nó còn được sử dụng như là một cái vị thuốc vậy nhé. Thì ăn thì cũng rất là giòn và ngọt. Hạt bên trong thì nhỏ, rất là nhỏ thôi. Đấy, là một trong những giống táo mà cũng đang được rất nhiều người sưu tầm để trồng, cũng rất là dễ trồng và chăm sóc thôi, sức sống rất là tốt. Cây nào bên mình cũng đang cho ra hoa đậu quả rất là sai đấy. Đây là hoa quả đậu tự nhiên, bên mình không cần phải phun bất kỳ cái hóa chất thuốc kích thích nào cả. Đấy, qua mùa đông nó bị rụng lá. Vườn nhà mình thì ở Hà Nội nên là mùa đông cái giống táo tàu này nó sẽ bị rụng lá. Những cái mắt ngủ này là những cái ké lá đấy, là nó sẽ đâm mầm mới lên và cho hoa rất là sai như này. Giống táo tàu thì cũng rất là dễ trồng luôn nhé các bạn nhé, các bạn cứ yên tâm trồng và chăm sóc thôi. Mọi người trồng chỉ ở thùng xốp trên ban công sân thượng nó cũng cho trái rất là sai. Các bạn mà còn phân vân là cái giống táo tàu này có trồng tại được Việt Nam hay không thì các bạn cứ yên tâm trồng rồi nhé, mình đảm bảo 100% với các bạn là nó sẽ ra hoa đậu quả. Đấy, các bạn mà cần những cái dẫn chứng thực tế thì mình có thể gửi những cái số điện thoại của khách hàng tại các tỉnh mà mình đã từng giao cây để cho các bạn tham khảo nhé. Trồng rất là dễ thôi, miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc đều trồng được. Đấy, các bạn thấy là hoa và quả của nó rất là sai này, cái lá nào cũng có hoa có quả luôn nhé. Vườn nhà mình thì có rất nhiều kích thước từ cây giống lẫn cây trưởng thành bonsai, nó cao khoảng tầm hơn 2 mét như này. Bên mình đều có nhé, từ cây giống lẫn cây trưởng thành đều có. Đấy, cái giống này là cái giống táo tàu siêu trái bạn nhé, những cây nó chỉ khoảng tầm hơn 1 mét như này thôi cũng cho khoảng từ vài chục đến vài trăm trái trên một cây. Những cây này là bên mình gửi đi cho khách từ năm ngoái rồi nhé. Đấy, đến cái mùa ra hoa đậu quả là nó sẽ đậu được nhiều như thế này. Đấy, những cây này thì chỉ được khoảng tầm hơn 1 năm tuổi thôi, còn cái cây to mà mình giới thiệu với bạn lúc ban đầu thì nó được khoảng tầm 5 năm tuổi các bạn nhé. Đây là cái giống táo tàu rất là giòn và ngọt, hạt nhỏ. Đấy, khi chín thì nó sẽ chuyển sang màu màu vàng lâu. Đấy, cái thời điểm đó là chúng ta có thể ăn được. Đây bạn thấy một cây cho hàng chục hàng trăm trái mỗi cây mà chỉ được hơn 1 năm tuổi thôi các bạn nhé. Đấy là bên mình còn trồng trong những cái chậu vải bầu nó còn nhỏ, nếu mà bạn trồng ngoài chậu to hơn hay các bạn trồng ngoài đất thì cây nó sẽ sinh trưởng phát triển nhanh hơn nữa đấy và cho nhiều quả hơn nữa. Đấy, rất là sai quả. Vườn nhà mình thì có rất nhiều kích thước chủng loại cây nữa đấy, các bạn mà có nhu cầu sưu tầm cái giống táo tàu này thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình. Đấy, rất là sai quả, cây nào cũng cho quả rất là sai. Đây là cái giống táo tàu siêu trái mà bên người tuyển chọn đấy, từ bên Trung Quốc về đấy, từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc, là cái khu vực nổi tiếng với rất nhiều những giống táo tàu ngon nhất trên thế giới. Còn rất nhiều những giống táo tàu nữa các bạn nhé, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn ở những video tiếp theo. Đến cái mùa quả chín nó vào khoảng tầm tháng 8, tháng 9 hàng năm thì một phần vỏ quả nó sẽ loang cái màu đỏ lâu ra như này. Đấy, cái phần còn lại thì nó vẫn giữ màu vàng các bạn nhé. Là khi đó chúng ta có thể thu hoạch thưởng thức được cái trái táo tàu này rồi, ăn rất là giòn và ngọt các bạn nhé. Đấy, rất là dễ trồng, sai quả, hạt nhỏ nữa, ăn rất là thơm ngon. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả ngoại nhập. Tất cả những loại cây này đều phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam và rất là dễ trồng và chăm sóc. Các bạn đặt hàng qua hai số điện thoại Zalo 092 391 6866 và 0968 750 386. Bên mình sẽ gửi hình ảnh cây thực tế tại vườn, gọi video cho các bạn chọn cây.
giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Vườn nhà mình thì có địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Chu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Website nhavườngoclam.com.